là tôm hùm Alaska xuất me giới thiệu với mọi người. Đây hai con tôm hùm. Chúc mua tôm này ở cái chỗ hải sản Hoàng Gia mọi người. Mọi người lên Facebook mọi người search hải sản Hoàng Gia là có à. Đó, mình mua cái người ta chế biến cho mình luôn. Hóa đơn mà từ 800 ngàn trở lên đó là người ta sẽ chế biến món ăn cho mình luôn. Người ta sẽ cho mình nước chấm nè. Đó, đây là muối ớt xanh nha. Còn đây là súp me. Người ta làm xong rồi chút về chút hâm nóng trở lại, chút làm cho cái sốt nó sệt hơn, đặc hơn. Rồi bây giờ chút sẽ rưới lên nha mọi người. Trong đây thì có tỏi. Bây giờ thì mời mọi người chiến với chút nha. Chút nghĩ là chút không cần bao tay đâu. Mời mọi người. Trời ơi, đã chưa. Mình phải ăn cái mình trước. Đây, giữ nguyên hiện trường sẽ ăn cái mình trước. Ôi ôi, gạch nè mọi người. Ôi, cho mọi người xem nè. Gạch nè mọi người. Ui cha, đã chưa. Ôi ôi. Đã. Trời ơi, cái gạch nó béo. Người ta xốp me á, người ta cắt đôi nó ra. Nhưng mà chú kêu là thôi để nguyên cho chú đi. Để chú về chú show cho mọi người thấy thì nhìn nó mới đẹp. Đó. Rồi bây giờ thì chú mới bóc nó ra nè. Đó. Bẻ như vậy là tự động nó rớt ra mọi người. Đó, là mình lấy ra được con tôm rồi nè. Đó, thấy chưa. Mọi người á, có thể chấm với cái sốt me. Xong rồi mọi người chấm thêm một miếng muối ớt xanh nữa. Ngon mọi người. Cái gạch nó ở trong đây cũng vẫn còn nè. Cái muối ớt xanh này nó cay. Sốt me ngon mọi người. Ở chỗ làm thì người ta làm hơi lỏng. Chút thích cái sốt me nó phải sền sệt, nó bám vào con tôm á. Nên là chút về chút đã đun nó lại, chút hâm. Chút vừa hâm và chút vừa đun nó cho cái nước sốt nó sệt lại đó. Rồi chút có nêm thêm một miếng nước mắm cho vừa miệng mình nữa. Còn rau răm thì mọi người khỏi lo, mình mua hai con tôm chứ ở đây cho mình cả bó rau răm nha. Nó ngon. Hôm nay chắc mọi người chờ clip của chút dữ lắm đúng không? Cả hai tuần rồi chút không ra clip á. Lâu lắm rồi. Tại vì chút bị bệnh á. Chút bị bệnh thường là chỉ có duy nhất một cái bệnh thôi, đó là bệnh viêm họng. Mà viêm họng là không ăn uống gì được hết, cái cổ nghe nó đau. Mình có trái cà sô cô la nè. Trái này là ở shop của mình bán nha, mình bán rau củ Đà Lạt. Trái này. Ngon xỉu, ngọt ngay rồi mọi người. Cái càng trong đây thịt không nè mọi người. Sốt me của mình nè, ngon, nhìn đã cháy không. Bây giờ mình sẽ ăn cái tép cái con này. Để mình thử cái chân nó có thịt không nha. Xíu rồi mọi người, nhưng mà khó lấy lắm. Để giúp chân ngon là chỉ có chân cua hoàng đế thôi nha. Đây bây giờ mình sẽ ăn con này. Trời ơi, con này thì không có gạch mọi người. Ăn mấy cái me mà nó bám trên cái vỏ rất là ngon.
ăn mấy món này là phải ăn bắp mới ngon nha mọi người nha. Đó. Giữ nha, giữ cái mình này nhá. Ăn đó nha. Phải chấm cái sốt. Đây là lần thứ hai mình ăn cái con này. Lần đầu á, mình ăn cái con bự á, mình lấy cái chày, mình gõ cái càng nó một buổi trời, gõ quá trời gõ luôn mới ăn được cái thịt ở trong cái càng. Mới đói mà gần 1 năm rưỡi kể từ khi Trúc bắt đầu làm YouTube với mọi người. Và còn khoảng 8.000 sub nữa thì Trúc sẽ được nút bạc. Cả một quá trình vui lắm mọi người. Súp me. Mà me nó rớt rồi hết rồi. Quá ngon. Cái chỗ Trúc mua hải sản mà nó bán quá trời loại luôn á. Mà Trúc theo dõi fanpage á thì Trúc thấy là khuyến mãi nhiều lắm mọi người. Hầu như tháng nào cũng có khuyến mãi, tuần nào cũng có khuyến mãi hay sao á. Sắp tới là 16 tháng 6 là khai trương một cái chi nhánh ở quận nhất nữa nè. Đó, rồi bắt đầu giảm giá nữa. Cái bà Trúc sẽ ra ngoài đó và Trúc săn mấy cái món hải sản yêu thích của bà Trúc ha. Nó có mỗi loại ốc là lạ nè. Cái gì mà gạch quá trời vậy. Bây giờ mình sẽ ăn cái càng. Mình đã lựa được một cái càng bự nhất trong 4 cái càng. Thật ra cái càng này nó không to đâu mọi người, bởi vì con này là con tôm hùm baby mà. Mình thử sử dụng cái kẹp cua này. Cái này là để kẹp càng cua. Không biết là kẹp càng tôm có hiệu quả không. Cũng được, cũng được. Wow, thịt có vẻ không chắc lắm mọi người. Nó cỡ này thôi à. Chứ nó không có, nó không có được nhiều thịt, nó không có được đầy thịt. Đây nha, mời mọi người. Nó mặn. Sao ăn cái càng nó mặn dữ vậy. Cái thịt nó mặn á mọi người, cái thịt của cái con tôm nó mặn á. Bởi vậy á, ăn với súp me là đúng nè. Me nó chua chua á, nó sẽ giúp cho mình cảm thấy đỡ mặn hơn. Được. Ok. Lâu lâu được ăn tôm ngon nè và được ăn mừng 90.000 sub này rất là vui. Và cái vui nhất là cho đến bây giờ thì mọi người vẫn luôn đồng hành cùng Trúc, luôn ủng hộ Trúc trong các video. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì điều đó nha. Và chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và Trúc sẽ cố gắng làm những cái video thật tốt hơn để nhanh chóng đạt được nút bạc gửi tới mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào.